đến từ Zik Việt Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn, chỉ với khoảng 20 triệu đồng, chúng ta có thể có một phòng khách đẹp và mang đậm phong cách Bắc Âu. Xin mời ạ. Như các bạn đang thấy, hiện tôi đang ngồi rất thoải mái trên chiếc sofa Alunda, một trong những chiếc sofa được yêu thích nhất tại Zik Việt Nam. Với thiết kế nhỏ gọn, sofa rất phù hợp với những phòng khách có diện tích dưới khoảng 20m². Thiết kế tinh tế, đơn giản, cùng với gam màu chủ đạo là màu xám, sofa rất dễ kết hợp với các nội thất khác. Chúng ta có thể trang trí thêm gối hoặc là chăn sofa để tạo điểm nhấn thêm cho căn phòng. Kết hợp với sofa Alunda là ghế băng cùng loại và bàn cà phê hình tròn, mặt đá trắng, tạo sự tương phản về màu sắc. Ngoài ra, chúng ta có thể trang trí thêm bằng lọ hoa, đèn lồng. Để hoàn thiện, không thể thiếu thảm phòng khách.